Xin chào các bạn, như các bạn nhìn thấy đây thì mình đang có một cái slide với hình ảnh của chợ Đồng Xuân hồi xưa. Và chữ mình cũng đang để với một cái tông màu nó rất là xám, thể hiện cho một cái sự hoài cổ. Và sau đó này, hiệu ứng tiếp theo này, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có một cái hướng chuyển đổi cả về hình ảnh của chợ Đồng Xuân lẫn như cái chữ màu sắc, thể hiện cho một cái sự hiện đại hơn. Và các bạn thấy hiệu ứng này cực kỳ là thú vị cũng như là cực kỳ hiệu quả trong cái việc so sánh hình ảnh giữa hai chợ chợ Đồng Xuân hồi xưa cũng như là chợ Đồng Xuân bây giờ. Vậy thì hiệu ứng này là gì và cách làm ra làm sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái video này nhé. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với cái slide mà có hai cái hình ảnh. Cái file này thì mình đã cung cấp cho các bạn ở trong phần description nhé, các bạn có thể tải về. Mình đã để sẵn cho các bạn hình ảnh hai cái bức ảnh của chợ Đồng Xuân xưa và nay. Vậy thì cái công việc đầu tiên của chúng ta khi mà bắt đầu làm cái hiệu ứng này đó là hai cái bức ảnh này các bạn phải ghép vào làm một. Đó, một nửa chúng ta sẽ để là bức ảnh của chợ Đồng Xuân cũ và một nửa chúng ta sẽ để ảnh của chợ Đồng Xuân mới. Ok, chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào New Slide và tạo mới một cái slide trắng tinh giúp mình này. Ok, và để tiện cho chúng ta thao tác thì các bạn sẽ vào tab View và ở trong cái phần Show này, các bạn bật giúp mình cái Guides lên. Đó. Khi các bạn bật cái guide này thì nó sẽ có một cái đường thẳng ở giữa này để chúng ta có thể xác định được là đâu là cái đường thẳng, chia đôi, chia đều cái slide ra để chúng ta có thể tách riêng thành hai phần bằng nhau. Ok, sau đó thì các bạn sẽ copy cái bức ảnh này, bức ảnh chợ Đồng Xuân cũ, Đồng Xuân xưa sang đây. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là cắt. Đó, cắt. Các bạn sẽ vào cái Picture Format này, chọn Crop này. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái này đến ra giữa này, các bạn nhìn thấy không? Đến giữa này, đó. Còn cái bên này thì đây, các bạn sẽ cũng kéo ra nó cái mép. Cái mép này các bạn này, đó. Hoặc là ban đầu, hoặc là mình sẽ cắt chân Z nha. Hoặc là ban đầu lúc các bạn chưa cắt thì chúng ta sẽ đưa cái bức ảnh này cho nó vừa khít với cả cái mép của bên tay trái. Sau đó thì chúng ta mới cắt crop này. Sau đó chúng ta mới kéo để nó ra giữa đây. Đó. Nhưng mà sau khi các bạn cắt xong như thế này thì nó chưa phải là cái hình ảnh các bạn muốn thu thực sự của cái bức ảnh chợ Đồng Xuân cũ. Thì các bạn có thể kéo cái bức ảnh đó ra. Đó, kéo bức ảnh sang trái để các bạn thu được cái góc nhìn của bức ảnh mà các bạn ưng ý nhất. Rồi, ví dụ như mình thích cái bức ảnh ở tầm này thì mình thả chuột và ấn ra ngoài. Ok, như vậy mình đã thu được bức ảnh chợ Đồng Xuân xưa với một nửa như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục copy cái bức ảnh chợ Đồng Xuân này. Đó, và các bạn cũng sẽ paste nó sang đây. Bạn cũng sẽ kéo nó sang góc bên cùng bên đây phải. Sau đó chúng ta sử dụng công cụ crop này. Đó, kéo cái này sang ra giữa này. Rồi sau đó thì các bạn mới kéo cái bức ảnh ở trong để nó có một cái góc nhìn mà các bạn thấy là ok nhất. Đây, ví dụ như thế này. Rồi, ấn chuột ra ngoài. Đó, và như các bạn nhìn thấy thì cái slide của chúng ta đã có được hai cái bức ảnh này, đúng không ạ? Hai bức ảnh với mỗi bức ảnh ở bên một nửa. Bây giờ chúng ta sẽ phải gộp hai bức ảnh vào làm một. Thì thực ra là nếu như các bạn chọn hai bức ảnh này, sau đó các bạn nhóm nó vào ấy, group này, thì các bạn sẽ thấy là nó thành một cái thể thống nhất. Tuy nhiên thì cái việc nhóm này chúng ta sẽ không sử dụng được khi các bạn úp vào cái hiệu ứng của cái video mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì chúng ta sẽ phải làm cách khác, đó là một là sau khi các bạn group xong thì các bạn click chuột phải, chọn là Save as Picture. Đó, và các bạn lưu nó, các bạn lưu ở ngoài. Hoặc là các bạn có thể không cần group, các bạn vào luôn tab File, chọn Export và các bạn chọn là định dạng hình ảnh này. Đó, có thể là PNG hoặc là JPG nhé. Các bạn Save As và chúng ta lưu ra ngoài. Ví dụ đây mình lưu là hình ảnh này. Save. Đó, nó hỏi là chúng ta muốn xuất cái bức ảnh ở slide nào thì các bạn sẽ chỉ chọn nó là Just This One thôi, tức là cái ảnh ở slide này thôi. Sau đó thì các bạn hoàn toàn có thể xóa đi. Đó, và các bạn vào Insert, các bạn chèn lại bức ảnh các bạn vừa xuất ra. Nó nằm ở desktop đây. Insert. Đó, thì các bạn sẽ thu được cái hình ảnh. Đó, một cái hình ảnh thống nhất.
của hai cái bức ảnh các bạn đã gộp vào nhau. Ok, và khi các bạn có cái bức ảnh này rồi thì chúng ta sẽ sẵn sàng để bắt đầu nhé. Ok, tạm thời mình sẽ ok, mình vẫn sẽ giữ cái hiệu ứng, vẫn giữ cái guys này để các bạn dễ nhìn nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu này. Các bạn chọn bức ảnh này, sau đó tiếp tục sử dụng giúp mình công cụ crop. Chúng ta sẽ kéo vào, chỉ lấy một nửa của bức ảnh thôi. Bước đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái hình ảnh của Hà Nội xưa. Đó, sau đó thì các bạn chọn ấn Ctrl D để chúng ta tạo được thêm một cái bản sao nữa. Rồi, cái bản sao này thì các bạn để bên tay phải. Để có hiệu ứng đối xứng hai hình ảnh với nhau thì chúng ta sẽ lật ngược cái hình ảnh. Lật ngược cái hình ảnh các bạn vừa mới nhân đôi ra bằng cách vào Picture Format. Các bạn chọn vào cái Object, cái Rotate Object này. Đó, thì các bạn sẽ thấy có một cái đó là Flip Horizontal, tức là chúng ta lật ngược cái hình ảnh theo chiều ngang, đúng không ạ? Đó, thì sau khi các bạn áp dụng xong, các bạn sẽ thấy là chúng ta đã thu được một cái hiệu ứng hình ảnh đối xứng theo chiều ngang như thế này. Đó, rất đơn giản thôi. Rồi, và khi các bạn thiết lập hiệu ứng này xong thì cảm giác như là cái bức ảnh này nó có chiều sâu hơn, nó nhìn nó bao quát hơn, đúng không ạ? Nhìn rất là đẹp. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhân đôi cái slide này lên. Duplicate slide. Đó, thì ở cái slide các bạn mới nhân đôi thì các bạn xóa giúp mình đi cái bức ảnh phía bên tay phải nhé. Bức ảnh phía bên tay trái thì các bạn sẽ lại sử dụng công cụ crop. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ kéo cái bức ảnh này để nó hiển thị chợ Đồng Xuân ngày nay, đúng không ạ? Rồi, các bạn ấn chuột ra bên ngoài. Sau đó chúng ta lại tiếp tục Ctrl D để nhân đôi cái bức ảnh này lên, làm tương tự như với cái slide phía trên nhé. Cũng áp dụng cái hiệu ứng Flip Horizontal. Đó, thì các bạn cũng thu được một cái hiệu ứng đối xứng đối với hình ảnh của chợ Đồng Xuân hiện ngày nay, đúng không ạ? Ok, và như vậy chúng ta đã thu được hai hình ảnh đối xứng như thế này rồi. Để có thể thu được cái hiệu ứng đẹp như là ở đầu video mình có hiển thị cho các bạn thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái hiệu ứng transition có tên là morph. Bạn vào transition này, bạn sẽ thấy có hiệu ứng morph ở đây, và cái hiệu ứng này thì các bạn sẽ áp dụng cho cái slide chợ Đồng Xuân mới nhé, chợ Đồng Xuân ngày nay ấy. Áp dụng hiệu ứng morph. Đó, thì các bạn sẽ thấy này, hiệu ứng morph nó sẽ giúp chúng ta là có một cái hiệu ứng nó kéo giãn hình ảnh ra. Nó kéo từ cái hình ảnh chợ Đồng Xuân cũ này, nó kéo sang hai bên để thu được cái hình ảnh chợ Đồng Xuân mới. Và chỉ có hiệu ứng morph mới có thể giúp các bạn thu được cái hiệu ứng như thế này thôi, được chưa? Thì như vậy các bạn nên sử dụng các phiên bản PowerPoint, các phiên bản Office 2016 hoặc 2019 hoặc là 365 nhé. Những cái phiên bản mà có hỗ trợ hiệu ứng morph. Ok, như vậy là về mặt hình ảnh là chúng ta đã thu được rồi. Tiếp theo về mặt chữ thì các bạn sẽ thiết kế thêm chữ nhé. Chúng ta sẽ vào Insert này, các bạn chọn Shape. Chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình chữ nhật như thế này, được chưa? Chúng ta sẽ vào Shape Outline để bỏ cái đường viền đi, chọn No Outline. Shape Fill thì các bạn có thể chọn cho mình một cái màu xám để nó thể hiện được cái sự hoài cổ nhé. Đó, và phía bên trong thì các bạn có thể nhập giúp mình, ví dụ như là nhập trực tiếp luôn, các bạn chọn cái khối Shape, sau đó các bạn nhập chữ luôn. Đó là chợ Đồng Xuân. Đó, rồi các bạn tăng kích thước chữ lên này, tăng chữ A đây, tăng kích thước chữ lên. Ok, các bạn cũng có thể thêm hiệu ứng cho chữ bằng cách vào cái phần Text Effect ở đây. Đó, các bạn thêm hiệu ứng Shadow thì cái chữ nó sẽ có cái bề nổi hơn, nhìn nó sẽ dễ nhìn hơn. Rồi, và các bạn lại tiếp tục Insert một cái hình chữ nhật nữa, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn cũng không cho đường viền này, cho nền màu trắng giúp mình này, và phía bên trong chúng ta sẽ ghi là xưa, đúng không ạ? Ở đây thì chữ nó đang màu trắng, nó chung với màu nền, nên các bạn có thể đổi màu chữ cho nó thành một cái màu đen nhé, cho nó dễ nhìn. Đó, các bạn tăng kích thước lên, đúng không ạ? Rồi, khá là cân đối rồi đấy, chúng ta sẽ thu hẹp cái hình màu trắng này lại. Ok, nếu như các bạn thấy là cái chợ Đồng Xuân màu xám nó hơi nhạt thì có thể tăng cái màu sáng của nó lên. Đó, như thế này cho dễ nhìn, được chưa? Rồi, và đấy là ở cái slide chợ Đồng Xuân cũ. Các bạn sẽ copy hai cái khối này và chúng ta sẽ paste sang cái hình ảnh chợ Đồng Xuân mới.
Đó, và ở bên này thì các bạn sẽ chúng ta sẽ cho hai cái chữ này sang phía bên tay phải, được chưa? Bạn sẽ kéo nó sang bên tay phải. Các bạn có thể kết hợp lúc kéo này giữ phím Shift để nó không bị lệch lên trên hoặc xuống xuống dưới nhé. Đó. Cái chữ xưa này thì mình sẽ cho nó sang bên tay phải như thế này. Và sẽ sửa lại thành này, đúng không ạ? Đó, nhưng mà để thể hiện là chợ Đồng Xuân ngày xưa và ngày nay nó khác nhau thì cái màu nền của chợ Đồng Xuân mình sẽ đổi nó thành một cái màu khác, nó tươi tắn hơn, nó hiện đại hơn. Ví dụ như cái màu này chẳng hạn. Đó, màu xanh này, xanh ngọc đúng không ạ? Ok. Đó. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta thử chạy lại nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Ok. Rồi. Thì như vậy là các bạn sẽ nhìn thấy là chỉ một vài cái thao tác cơ bản thôi thì chúng ta đã thu được một cái hiệu ứng cực kỳ đẹp. Và cái hiệu ứng này thì mình gọi nó là hiệu ứng ở đối xứng hình ảnh kết hợp với cả hiệu ứng Morph. Đó. Và các bạn cũng hoàn toàn có thể tạo ra được một cái hiệu ứng khác cũng đẹp mắt không kém như thế này. Ở phía dưới mình đã có một cái ví dụ khác cho các bạn. Ở đây thì nó không phải là hai cái bức ảnh mà mình ghép vào nhau như thế này nữa, mà mình đã sử dụng một cái hình ảnh thống nhất luôn. Toàn bộ cái hình này nó là hình ảnh một cây cầu luôn. Đó, và các bạn nhìn thấy kết quả chúng ta thu được nó cũng sẽ đẹp không kém. Đây, đây hình ảnh cây cầu này. Đó, wow. Và khi mình chạy sang cái slide tiếp theo thì cái hình cây cầu mình đã kéo nó sang phía bên tay phải. Đó, nó, thì cái hình ảnh thôi nó sẽ là cây cầu nó trải dài ra như thế này. Nhìn cực kỳ đẹp mắt đúng không ạ? Ok, và cái ví dụ này thì mình cũng đã để sẵn trong cái file sliding kèm, các bạn có thể làm thử nhé. Đó, cái hình ảnh gốc thì mình đã để đây cho các bạn rồi này. Đó, ok, và hy vọng rằng cái video này hữu ích với các bạn và các bạn thử tạo cái kết quả của mình, thử tạo cái thành phẩm của mình với cái hình ảnh cây cầu như thế này nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung của video. Đừng quên bấm like và subscribe video để đón nhận những cái video tiếp theo của GTHO nhé. Cảm ơn các bạn.